Rồi Sếp xin chào các bạn. Hôm nay thì Sếp xin giới thiệu một cái sản phẩm rất là mới. Đó chính là một cái thiết bị nó online, nó là vừa là một cái mini PC và vừa là một cái máy tính bảng. Đặc biệt là thiết bị này thì cấu hình cũng khá là cao, RAM 4GB, ổ cứng 64GB và chạy chip Atom X5 và 8350. Thì ưu điểm với thiết bị này là có thể chạy được hai hệ điều hành là Android và iOS. Đây các bạn thấy đây, và đầy đủ là cái cổng kết nối nhé. Còn ở đây mình sẽ có là một cổng sạc, cổng LAN, hai cổng USB, cổng HDMI và cổng phone ha. Còn ở bên đây mình sẽ có thêm hai cổng USB nữa, cái cổng thẻ nhớ và một cái cổng micro USB có thể dùng để sạc. Ở đây là cái anten của thiết bị nhé. Với thiết bị này thì mình vừa có thể làm máy pod hay là một cái thiết bị tablet mini hoặc là một cái mini PC Android TV Box, tại vì nó rất nhỏ gọn ha. To hơn một cái hộp thuốc lá chút xíu. Sau đây thì mình sẽ test thử một số cái thao tác cho quý vị nhé. Đây là mình cài Chrome nhé. Đây là phiên bản trên Windows nha các bạn. Mình có thể cài đầy đủ tất cả những cái icon ha. RAM 4GB, chip 8735, hỗ trợ cảm ứng. Còn đây là bộ nhớ trong máy thì 64GB nhé. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái dùng nhớ dành cho Android, cho nên hiện ở đây thì nó sẽ thì chỉ có 49GB thôi. Ở đây mình có cài thử một cái GamePad. Sau đây mình sẽ test thử GamePad 23 trên thiết bị nhé. Các bạn lưu ý đây là bản pad của PC nhé. Cái này thì mình có thể switch hình ảnh lên TV chơi bình thường nhé các bạn. Tay cầm hiện đại đó là một cái tay cầm Bluetooth.
Mình có thể kết hợp một cái bàn phím Bluetooth. Đây là loại bàn phím Bluetooth gập gọn của Lumaxus nha. Đây, nó sẽ kết hợp cả touchpad luôn. Đây, các bạn thấy không? Mình có thể điều khiển như là một cái PC nhé. Soạn thảo văn bản Word, Excel đâu thì mình có thể dùng dễ dàng. Tuy nhiên thì màn hình này thì hơi nhỏ 5 inch thôi, nhưng mà sẽ có nhiều cái ưu điểm là nó rõ, nhỏ gọn, có thể mình có thể mang theo rất là dễ dàng thay vì phải mang theo một cái máy tính cồng kềnh ha. Em có thể sử dụng được bình thường. Thì với thiết bị này là một cái bàn phím Bluetooth, một cái thiết bị mini PC, tablet kết hợp với một cái màn hình, thì mình có thể kết hợp thành một cái máy bàn. Đây là tính năng multitask nha, mình dùng hai ngón tay để mình di chuyển thiết bị. Rất là thú vị, đó chính là mình sẽ dùng màn hình iPad để xuất hình ảnh thiết bị từ tablet mini PC Windows này lên. Đây, mình sẽ cầm cáp vào đây. Rồi sẽ mở phần mềm. Đây, các bạn thấy không? Một bước rất đơn giản. Rồi. Các bạn thì mình có thể dùng chuột và bàn phím để có thể sử dụng như một cái biến iPad của mình thành một cái máy tính chạy Windows nhé. Cái nền này thì dành cho các bạn đi công tác hay là cần những cái việc khẩn cấp mà mình cần một cái màn hình lớn để mình xử lý thì mình sử dụng cái tính năng này thì rất là hiệu quả. Mình có thể vẫn sử dụng Word, Excel bình thường nhé các bạn. Mình có thể thao tác trực tiếp trên máy tính nhé các bạn. Và các bạn sẽ sử dụng tính năng này để một cách dự phòng, hoặc là những cái lúc mà mình cần thiết phải sử dụng cái máy tính Windows, thì đây là một cái giải pháp nói chung là hiệu quả. Tuy nhiên thì nó cái độ mượt của nó sẽ không có mượt như là mình sử dụng trên trực tiếp trên thiết bị, hoặc là cái độ delay của nó có trễ chút xíu. Nhưng mà đối với những cái thao tác như là email hay là Excel, Word thì mình vẫn có thể sử dụng một cách dễ dàng nhé.